Bây giờ thầy sẽ nói sang phương trình vận tốc nhé. Các em biết là vận tốc là một cái đại lượng vector đúng không? Nhưng mà trên cái trục OX thì chúng ta mã hóa cái vector đó về cái giá trị của nó. Nếu mà cùng chiều dương thì là V dương, cùng chiều âm thì là V âm. Như vậy thì các em dùng giá trị để biểu diễn vector. Thế thì phương trình vận tốc như nào? Thì bây giờ thầy chốt lại cả hai trường hợp này. Trong cái chuyển động biến đổi đều á, thì để viết được phương trình của nó thì các em phải biết là cái hệ quy chiếu, tức là các em phải cần cái trục OX là buộc các em phải biết đúng không? Rồi các em phải biết được cái vị trí của vật lúc t bằng 0. Đấy, em phải biết được cái vị trí lúc t bằng 0 là cái tọa độ x0 này. Đúng không? Lúc t bằng 0. Cái này đương nhiên là phải biết. Rồi các em phải biết được là vật nó đang chuyển động với vận tốc ban đầu là theo hướng nào. Ví dụ như V0 đang theo chiều dương của trục OX thì các em phải vẽ vào. Còn nếu ngược chiều dương thì đương nhiên các em biết. Ví dụ như là các em chọn trục OX từ Hà Nội vào Sài Gòn mà một cái ô tô nó lại đi từ Ninh Bình về Hà Nội thì các em hiểu ngay là vận tốc V0 nó là ngược chiều trục OX, đúng không? Tức là ta phải biết. Rồi chúng ta cũng biết được là nó chuyển động là nhanh dần hay chậm dần. Tức là chúng ta phải xác định được cái vector A. Ví dụ như ở đây thầy vẽ A như này thì các em hiểu ngay là trong thực tế như này là nó đang chuyển động nhanh dần đều, đúng không? Theo chiều dương của trục OX. Và khi mà đã xác định được tất cả những cái này rồi thì các em sẽ có ngay cái phương trình chuyển động của nó x, nó sẽ bằng x0, đúng không? Cộng với lại là V0 nhân VT và đây cộng với là A trên 2 T bình phương. Thì đây nó chính là phương trình chuyển động, là cái này phải nhớ này, được chưa? Và ở đây nếu mà vector V0 mà cùng chiều với OX thì cái giá trị V0 trong phương trình này dương, còn V0 mà ngược với OX thì giá trị V0 trong phương trình âm. Tương tự như vậy là A nếu mà nó vector theo chiều dương thì giá trị A này dương, và vector theo chiều âm thì giá trị A âm, được chưa? Thì cái phương trình này là quan trọng, cho nên là các em phải nhớ. Và đây là phương trình tọa độ, và nó chính là phương trình chuyển động. Về bản chất phương trình chuyển động nó chính là phương trình tọa độ, đúng không? Em biết rồi. Thế bây giờ phương trình vận tốc thì sao? Thì các em sẽ có V thì bằng V0 cộng AT, tức là vận tốc ban đầu cộng với AT. Cái biểu thức này thì hôm trước là các em cũng đã học rồi, đúng không? Trong cái bài gia tốc đã nói rồi. Nhưng mà thầy viết lại thì ở đây cũng thế, V0 nếu mà cùng chiều với OX thì lấy dương, mà ngược là lấy âm. Còn A này thì nếu mà vector cùng chiều OX thì lấy dương, mà ngược chiều OX thì lấy âm. Thì đây là phương trình vận tốc tại thời điểm T, đúng không? Và hai cái này thì các em phải sử dụng, thường là sử dụng song song với nhau. Như vậy khi đã viết phương trình ấy thì nó có một cái quy ước chung, tức là các em phải chiếu cái vector lên cái trục OX. Vector nào mà cùng chiều với trục OX thì giá trị của nó trong phương trình là giá trị dương, còn nếu nó ngược chiều với trục OX thì giá trị của nó trong phương trình là giá trị âm. Thế thì bây giờ từ hai cái này thì nếu các em biết thời gian T thì các em sẽ tìm được vị trí và các em sẽ tìm được vận tốc của nó thông qua phương trình dưới này, nhớ chưa? Và thầy yêu cầu nhớ hai cái phương trình này.